Địa ốc Thuận Lộc xin kính chào anh chị. Hôm nay, chúng tôi mời anh chị cùng thực địa một số hình ảnh thực tế tại dự án Cảng Phước An, huyện Nhân Trạch. Như anh chị đã biết, Cảng Phước An nằm trong nhóm cảng biển số 5, hệ thống cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết tại quyết định số 791 trên QĐ ngày 12 tháng 8 năm 2005 và phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo quyết định số 2190 trên QĐ ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Cảng Phước An có vị trí rất thuận lợi do nằm bên bờ sông Thị Vải, có tuyến luồng được đánh giá là tốt nhất hiện nay của Việt Nam. Cảng nằm trong vùng kinh tế động lực phía Nam, hạt nhân quan trọng là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu. Khu vực có lượng hàng container thông qua chiếm 70%, hàng tổng hợp chiếm 50% lượng hàng thông qua cảng biển Việt Nam. Do vị trí cảng Phước An nằm ở trung tâm của vùng kinh tế động lực phía Nam Việt Nam nên tận dụng được hệ thống giao thông thuận tiện. Cảng có thể kết nối với các tuyến đường giao thông huyết mạch trong vùng như đường bộ, quốc lộ 51, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, đường cao tốc Bến Lức, Long Thành, đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đường hàng không, sân bay quốc tế Long Thành, đường sắt, tuyến đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu và tuyến đường sắt quốc gia, đường thủy, tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và tuyến thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long. Quy mô cảng Phước An. Tổng diện tích 183 ha. Tổng chiều dài bến 3.050m, trong đó có 6 bến container và 4 bến tổng hợp. Khu dịch vụ hậu cần cách khu cảng khoảng 5 km, có tổng diện tích khoảng 555,24 ha, được thiết kế thành nhiều phân khu với đầy đủ các công năng để tiếp nhận và phân phối hàng hóa cho hoạt động của cảng Phước An. Khu dịch vụ hậu cần của dự án được đánh giá là một lợi thế rất lớn so với các cảng khác trong khu vực, khi đi vào hoạt động không những phục vụ trực tiếp cho nhu cầu lưu trữ, trung chuyển hàng hóa của các khu công nghiệp Nhân Trạch, Biên Hòa và các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhu cầu của Petro Việt Nam mà còn phục vụ cho nhu cầu của các khu vực lân cận như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An và đồng bằng sông Cửu Long. Trong tương lai, khu dịch vụ hậu cần cảng Phước An được đánh giá là trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn nhất của cả nước. Ngoài ra, dự án cầu Phước An kết nối với đường liên cảng Cái Mép, Thị Vải cũng tạo điều kiện khai thác hiệu quả cảng và dịch vụ logistics của cảng, di chuyển hàng hóa nhanh chóng và tiết kiệm chi phí vận chuyển hơn ở các khu công nghiệp gần dự án. Đặc biệt, khi dự án hoàn thành còn góp phần phát triển kinh tế xã hội hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu, góp phần phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam. Hiện tại, cảng Phước An đang được gấp rút triển khai, thi công từ đoạn nút giao cao tốc Bến Lức Long Thành đến vị trí cảng Phước An. Theo thông tin chúng tôi nhận được thì cảng Phước An sẽ được khai thác vào năm 2024. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin liên quan đến thị trường bất động sản Nhân Trạch để anh chị kịp thời nắm bắt. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video hữu ích nhé. Nếu cần thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến thị trường Nhân Trạch, hãy gọi ngay cho chúng tôi, công ty địa ốc Thuận Lộc, chuyên đất Nhân Trạch giá rẻ đầu tư. Hotline 0949 475 399 hoặc 0902 94 95 90. Địa ốc Thuận Lộc, đồng hành cùng phát triển.